trường con thấy các bạn không ít đội mũ bảo hiểm. Các bạn học sinh đi xe đạp dàn hàng 2, hàng 3, rồi các bạn đi phóng, đi quá nhanh. Những tồn tại mà các em học sinh vừa nêu đã được lực lượng chức năng trực tiếp giải đáp về mức độ nguy hiểm, cách xử trí và phòng tránh tại chương trình an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên tổ chức tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chúng tôi hướng tới đó là tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường. Và trong buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì tất cả các em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Huệ đã có những hiểu biết, những kỹ năng khi tham gia giao thông cho chính bản thân mình và cho người khác. Với việc không ngừng đổi mới hình thức tuyên truyền cùng những kiến thức bổ ích do lực lượng chức năng cung cấp thông qua các tình huống thực tế đã tạo hứng thú và lôi cuốn các em học sinh vào những câu chuyện pháp luật, những tình huống tuyên truyền để các em trực tiếp đưa ra câu trả lời và tham gia xử lý các tình huống. Em thích nhất là phần các chú dạy cách đội mũ bảo hiểm ạ, tại vì em thấy rằng điều đó là rất là cần thiết cho những người tham gia giao thông ạ. Con thích nhất khi được các chú giảng về an toàn giao thông. Con sẽ đi tuyên truyền cho các bạn luật giao thông để các bạn chấp hành đỡ gây nguy hiểm cho mọi người. An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ là chương trình nhằm trang bị cho trẻ em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó giúp các em tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần thực hiện hóa tầm nhìn đến năm 2045 về một xã hội không còn thương vong do tai nạn giao thông đường bộ của Chính phủ Việt Nam.